Chào mừng các em đến với bài giảng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học sang tiết 14 là ôn tập để chuẩn bị thi học kỳ 1. Về phần nội dung ôn tập các câu hỏi, thì các em nắm giùm cô và nhớ một số nội dung như bài hát Mùa thu ngày khai trường do nhạc sĩ nào sáng tác, hoặc là được viết ở nhịp máy, bài tập tổng nhạc số 1 trích trong bài hát Chiếc đèn ông sao do nhạc sĩ nào sáng tác, nhạc sĩ Trần Hoàng sinh mất năm bao nhiêu và nội dung bài Mùa thu ngày khai trường. Các em tiếp tục với một số câu hỏi như bài hát Lý Dĩa bánh bò được viết ở nhịp máy, bài tập tổng nhạc số 1 được trích trong bài hát nào của nhạc sĩ Phạm Tuyên, âm ổn định trong game là âm bật máy, hay như một bài hát Một mùa xuân nho nhỏ được sáng tác vào năm nào, bài hát Một mùa xuân nho nhỏ được phổ thơ từ nhà thơ nào. Chúng ta tiếp tục với câu số 11. Câu hát Tình tính tan tan và trò đi thi là lời ca trong bài hát tên gì? Bài hát Lý Dĩa bánh bò là dân ca vùng miền nào? Gam thứ là gì? Nhạc sĩ Hoàng Vân đã được nhà nước trao tặng giải thưởng gì? Và quê quán ở đâu? Các em cùng nắm một số câu hỏi tiếp theo như câu 16. Câu hát Tuổi hồng mừng sáng được để trên vai có trong bài hát nào? Và bài hát Tuổi hồng do nhạc sĩ nào sáng tác? Giọng thứ hòa thanh trong một bài hát có bật máy được tăng nửa cung, hoặc là bài hát được viết ở giọng đô trưởng, kết bài sẽ là nốt gì? Bài tập tổng nhạc số 2 trở về Suliento là bài hát thuộc nước nào? Chúng ta tiếp tục với câu 21. Nhạc sĩ Hoàng Vân sinh năm bao nhiêu? Nhạc sĩ Hoàng Vân nổi tiếng với bài hát tên gì? Thì bài hát Hò Ba Lý là dân ca vùng nào? Câu hát Trẻ tre mà đang xị là câu hát trong bài hát nào? Bài hát Hò Ba Lý bắt nguồn từ đâu? Câu 26. Tác giả bài Hò Ba Lý là ai? Bài tập tổng nhạc số 4 Chim hót tàu xuân được viết ở nhịp máy. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu quê quán ở đâu? Và bóng cây cơ ni do nhạc sĩ nào sáng tác? Và bài hát được ra đời năm bao nhiêu? Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Về nhà các em ôn tập bài thật kỹ để tuần sau các em sẽ thi học kỳ 1. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.